Đến Hà Nội đúng dịp Hà Nội vào thu, Hoa hậu Quý Bà Hoàng Yến đã dành khá nhiều thời gian để tận hưởng làn gió thu dịu mát. Chị Hoàng Yến chia sẻ, chị rất hay ra Hà Nội và lần nào cũng vậy, nếu như không được thưởng thức ẩm thực Pháp thì có lẽ chuyến đi đó chưa trọn vẹn niềm vui. Và cũng chính vì đam mê ẩm thực Pháp nên khi đến với nhà hàng Pháp Mai Sơn Vi ở 28 phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội, chị không quên thưởng thức những món ăn như gan ngỗng béo áp chảo kèm sốt xoài, bít tết bò Mỹ, bánh phồng nhân kem vani. Không chỉ tìm được hương vị trong từng món ăn, điều khiến Hoa hậu Quý Bà Hoàng Yến thích thú khi đến nhà hàng Pháp Mai Sơn Vi là chị có thể tìm thấy những món ăn đặc trưng nhất của ẩm thực Pháp từ cổ truyền đến hiện đại với một không khí đầm ấm và thân thiện. Hơn nữa, thực đơn tại nhà hàng rất phong phú với đa dạng các loại thực phẩm nhập khẩu, các loại thịt cá, phô mát, thịt nguội, cùng với rất nhiều loại rượu vang, rượu nặng và rượu mùi từ châu Âu. Mọi gia vị chế biến món ăn tại Mai Sơn Vi đều được nhập khẩu từ Pháp. Hãy nghe những chia sẻ của Hoa hậu Quý Bà Hoàng Yến. Hoàng Yến thực sự là khi mà bước chân vào cửa nhà hàng ấy, Hoàng Yến thấy quá là ấn tượng, bởi vì cái phong cách ở đây nó rất là Pháp. Thật sự là rất là Pháp chưa nói đến đồ ăn nhưng mà chỉ nói đến không gian thôi thì vô cùng là lãng mạn. Và khi bước chân vào nhà hàng thì mình thấy nó có những cái gọi là cái sự sang trọng và ấm cúng ở thiết kế ở trong cái nhà hàng mà Hoàng Yến cảm thấy rất là thích thú. Đến đây thì Hoàng Yến cũng được ăn món gan ngỗng áp chảo. Thì thực ra với cái món mà gan ngỗng này thì Hoàng Yến đã ăn ở rất nhiều nơi, rất là nhiều nơi. Nhưng mà thực sự hôm nay đến thì có thể nói là cái món gan ngỗng này rất đặc biệt. Hoàng Yến thấy nó có một cái độ mà gan ngỗng thì nó ngậy rồi, nhưng mà ở đây nó có một cái đặc biệt là nó mềm mà khi mà mình ăn ấy, tại vì cái mềm thì Hoàng Yến cũng biết là có những cái nhà hàng nhiều khi là nướng quá tay hoặc là chiên quá tay thì nó hơi bị cứng hơn một chút, nhưng ăn thì nó vẫn có cái độ ngậy, nhưng mà ở đây là có thể nói là đầu bếp là rất là tuyệt vời đấy. Sau đó thì Hoàng Yến được thưởng thức món bò beefsteak sốt với cả tiêu đen. Ở đây thì Hoàng Yến lại phải nói thêm một điều nữa là món thịt bò cũng vô cùng là hấp dẫn, vì nó cũng rất là mềm. Nó cũng chỉ là một miếng thịt bò thôi, nhưng mà với cái cách chế biến ấy, mình khi mà mình ăn và mình thấy nó có những cái hương vị rất là đặc biệt. Để bữa ăn thêm trọn vẹn, các chuyên gia ẩm thực tại nhà hàng Pháp Mai Sơn Vi rất cầu kỳ trong việc chọn món tráng miệng cho thực khách. Bởi món tráng miệng chính là nét văn hóa thể hiện sự lịch thiệp, hiếu khách của người Pháp. Và món tráng miệng mà chị Hoàng Yến lựa chọn hôm nay là bánh phồng tôm nhân kem vani. Đây là món tráng miệng vô cùng thơm ngon mà chị Hoàng Yến đặc biệt yêu thích. Nếu bạn là người đam mê ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực Pháp, ưa khám phá vào ngày nghỉ hay những lúc rảnh rỗi, bạn có thể tìm đến với một không gian ẩm thực Mai Sơn Vi và sẽ cảm nhận được mọi góc nhìn về văn hóa, kiến trúc và ẩm thực độc đáo của Paris tráng lệ giữa lòng Hà Nội.